tao thì suốt người với con nhà mày lắm thật. Con nhà tao ngày xưa bằng cái đón mạng Hải Phòng, bây giờ con nó sao mồm cứ có một gì đen đen như Thanh Long à? Anh Thăng Long. Nhưng mà giờ nó đang ấy, nó khóc con kia ra ấy, kệ nó. Không ra cái gì. Đây này. Ôi, đục nút chửi đúng không? Chết thật. Ừ. Đục nút chửi đúng rồi. Mày như chết rồi ấy. Có nhai đi chứ. Ừ, qua rồi đây, qua nó nuốt luôn này. Chết giờ. Còn luộc như vào, nếu không anh mai luộc thật rừ vậy. Không cứ ngô để ngô ngọt thì luộc hết là rừ ngọt, chứ. Ngọt chỉ ngọt chứ, trẻ con nó... Cũng mãi bây giờ thấy người ta mới bảo để ăn dầu. À, hai tay. Cầm tay, nhấc rồi nó nấy ăn. Ế. Tôi không cài. Cái này nó nhiều, nó nhiều. Ôi, nại nuốt ra này. Con này nó nuốt nhanh lắm, tử chuột. Sao lại sánh dính? Nó quý. Không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nó quý ông đó, ai biết được. Cái ai đấy là nó sánh ừ. Ôi trời, đặt nọ trong với ông dân khóc chết lặng đi. Bây giờ cả bán mình tít đây. Coi con nhà Long bé. Ơ sao con nhà Long ra đây gì? Không, con đi nhà đấy nó bé mà. Mày phải gọi là con nhà anh Long. Rồi thì coi nhà anh Long. Chắc là bác Hồng ra mượn cái chứng minh thư của ông bà này thì... Ngon quá! Ngon quá! Chắc là đủ giờ. Ngon quá! Vậy là mày ăn đi! Kìa, ông ăn đi rơi hết rồi. Sợ bị hả? Cái cặp tóc của mày ở kia đấy, tóc con cua ấy, ở trong... Kìa, kìa. Mày luộc 3 bắp thôi gì? Đâu, luộc có 5 bắp lẻ, luộc 5 bắp lẻ rồi. Mua bao nhiêu bắp? Cháu, cháu lại thấy cái bà kia còn ế có 5 bắp, cháu mua hộ. Thì con mua 5 bắp, luộc hết cả 5 bắp rồi. Vâng. Bao tiền bắp? 3.000 bắp. Ngoài cái nướng, hôm nay mua mang về, hôm nay 8.000 bắp mua mang về đấy. Hết này thế là tí thôi ăn cháo à? Thôi ngô là cơm, cơm. Thật ngô là cơm. À hôm nọ cháu tham dám bà đã cho ăn một hộp sữa rồi. Cháu lại còn đút hẳn một bát con đầy ạc cháo. Thế là ôi dồi ôi, hết ra. Thế là lại phải, thế lại phải đút lại một bát ô tô cháo tiếp. Thế là nó dạ dày không phải do là nó ăn nhiều quá chứ do ăn nhiều xong mày lại trong là nó nôn nó mày lại tống vào thì nó thành dạ dày gì thì chứ sợ là nó đói sợ cái gì phải để hàng tiếng xong mới được phép cho nó ăn chứ ăn dạ dày do ăn nói rồi nó không nghe bây giờ này chúng mày bây giờ này đời